chú anh chị và các bạn, rất vui đã trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày đầu tuần thứ hai, ngày 4 tháng 4 2022. Nay mến chúc cả nhà luôn tràn đầy niềm vui và thật may mắn trong cuộc sống. Nào cả nhà cùng Cường tiếp tục đi xem quay cái công trình hiện tại họ đang làm như thế nào nhé. Cả nhà có thể nhìn thấy rồi đó, cách đây 4 ngày Cường đã có quay và họ cũng đang làm cái công trình. Hiện tại Cường thấy họ tập trung tất cả công nhân và cả cái xe ủi đất á, họ đến đây để phá bỏ cái hành lang bờ kè và cả cái cục điện cũ á, để họ phá vỡ bỏ hết tất cả để thay thế mới nha cả nhà. Hiện tại công trình ở bên bờ kè của bến Bạch Đằng á, phía dưới cái miệng cầu Thủ Thiêm 2 á, nhánh 1 á cả nhà, họ tập trung để phá bỏ cái hành lang cũ và cả đèn nữa, và họ dọn dẹp lại tất cả các đống gạch cũ và rác rưới ở dọc bên cái bờ kè này. Có thể nhìn thấy ở sát vỉa hè của bên bến Bạch Đằng á, họ đã trải nhựa và họ đã cho thông xe đi phía miệng vỉa hè của bên ở dưới cầu Thủ Thiêm 2 nhánh N1 nha cả nhà. Đây Cường sẽ đi dọc xuống dưới cái vỉa hè này cho cả nhà tham quan và xem họ làm như thế nào nha. Đây là họ đã trải nhựa rất là đẹp. Đây khoảng 4 ngày, ngày 31 tháng 3 đó Cường có đến đây cùng quay, họ đang lát gạch ở bên vỉa hè cái con đường đi bộ á cả nhà. Bây giờ họ đã lát xong hết phân nửa rồi đó nha cả nhà. Còn bây giờ họ đang tập trung để phá bỏ và dỡ các hành lang bờ kè và cả cái cột điện cũ để họ dọn dẹp cho sạch sẽ, gom dọn tất cả các gạch cũ và rác rưới phía bên bờ kè đó để cho sạch sẽ. Có lẽ họ sẽ tiếp tục tráng cho nó sạch sẽ. Đây, cả nhà có thể nhìn thấy đây. Nhà có thể nhìn thấy họ đã lát gạch xong ở bên vỉa hè đường đi bộ á. Họ đã lót gạch hết rồi nha cả nhà. Chỉ có phía trên đó là họ chưa có lát, vì họ đang tập trung để dọn dẹp mấy cái đống lũ cũ ở bên cái bờ kè phía bên sông Sài Gòn này. Cái này sẽ đập hết anh hả? Đập hết. Cả nhà có thể nhìn thấy là cái cột cũ này họ đã đập sẽ bỏ hết nha cả nhà, và họ sẽ làm hành lang mới và cả đèn dọc ở hành lang này. Nào cả nhà tiếp tục theo chân Cường để tham quan xem phía dưới họ làm như thế nào.
trước mặt Cường đó, đó là cái cầu tàu nha cả nhà, để có gì Cường sẽ qua bên đó để quay cho cả nhà xem. Họ đã lắp gạch ở đường đi bộ nha cả nhà, rất là đẹp nha cả nhà, suốt luôn nha cả nhà. Đây Cường tiếp tục đi để sẽ quay cho cả nhà xem dọc phía dưới á. Cường đọc trong comment á, thấy có khán giả họ nói là tôi tại sao nhìn thấy xô bồ và rắc rối như thấy ghê quá. Cả nhà an tâm đi, coi như trong thời gian này họ đang dọn dẹp và sẽ hình thành cái khu bên vỉa hè và cả dọc theo cái bên bờ kè này sẽ thay đổi bộ mặt mới rất là đẹp nha cả nhà. Họ đang làm, từ từ họ đang làm, cả nhà sẽ xem. Cả nhà cứ an tâm đi, cái công trình này sẽ hoàn thành và sẽ thay đổi bộ mặt mới của cái công trình cầu Phú Kim 2 và nhánh 2 cũng như nhánh 1 ở bên vỉa hè ở bên bến Bạch Đằng này sẽ thay đổi và rất là đẹp nha cả nhà. Lúc đó Cường sẽ quay và gửi cho cả nhà xem. Xe cầu đất á, họ đang dọn dẹp những cái rác rưới ở dưới gốc cây nha cả nhà, để cho nó sạch sẽ. Đây cái anh này, công nhân này, ảnh đang gom mấy cái rác và cái gạch đá vào một chỗ để cho sạch sẽ ngay cái gốc cây.
Còn ngay ở dưới chân cầu Thủ Thiêm 2, phía N1 cũng còn xô bồ nha cả nhà. Cả nhà có thể nhìn thấy đây là cầu tàu, họ cũng đang sắp sửa làm ốp gạch đá ở trên cái cầu tàu này. Nào cả nhà theo chân Cường đi qua bên cầu tàu để tham quan và xem ở trên đó như thế nào nha cả nhà. Có thể nhìn thấy đó là nhánh 1 của cây cầu Thủ Thiêm 2 nha cả nhà. Đây. Đây là cái cầu bên miệt cơ N1 đó nha cả nhà. Hiện tại Cường nhìn thấy trên cầu Thủ Thiêm này á, các công nhân họ đang làm ở trên đó. Đây là nhánh 1 của cầu Thủ Thiêm ở bên đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé. Còn bên cái cầu Thủ Thiêm này á, bắt qua từ bên quận Nhất qua bên cầu Thủ Thiêm quận 2 Thủ Đức.
đây họ cũng đang lát gạch cũng xong hết nha cả nhà. Đây mình tiếp tục xuống dưới đó để xem coi họ làm cái công trình như thế nào nha cả nhà. Hôm nay Cường tiếp cận xuống dưới đó để chia sẻ những hình ảnh cho cả nhà xem. Đúng ra những cái công trình như vậy á, mình xuống đây mình quay á, họ không cho quay đâu. Hôm nay Cường liều để ghi hình và cho gửi cho cả nhà xem nhé. Cả nhà có thể nhìn thấy phía bên tay phải đó là những cái căn nhà màu xanh đó, họ xây để cho công nhân ở tạm nha cả nhà, để họ làm việc cái công trình này. Đây, cái từng lô cốt của cái nhà màu xanh đó là họ xây tạm để họ cho công nhân sống tại đây và làm việc ở đây tạm thời thôi nha cả nhà. Nào, mình đi xuống dưới đó. Hiện tại công trình đang gấp rút thi công bởi vì bây giờ là bước vào tháng 4 rồi, họ đang chia nhau làm ngày và cả đêm luôn để cái công trình hoàn thành trong cái dịp trước 30 tháng 4 để họ khai trương cái cầu Thủ Thiêm 2 này. Có thể nhìn thấy đó là cầu đi bộ nha cả nhà. Và bên kia cũng là cầu đi bộ. Cầu đi bộ bên nhánh 1 và cầu đi bộ bên nhánh 2. Dạ dạ. Dạ. Dạ dạ dạ. Mới vừa nói tức thì các anh quản lý công trình ảnh la, ảnh không cho quay. Xui ghê vậy đó. Nhà có thể nhìn thấy ở dưới chân cầu ở hồ cách đây 4 ngày trước á, Cường có xuống đây quay á, là có cái xe ủi đất á, họ đang san bằng để họ đang dọn dẹp, bây giờ họ đã coi như làm xong kìa.
Hello, Cường xin chào cả nhà. Cường xin tạm dừng video tại đây. Hẹn quý vị và các bạn video mới tiếp theo. Cường sẽ tiếp tục cập nhật cái công trình cầu Thủ Thiêm 2 này để gửi cho cả nhà xem. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà.